Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn nhé. Rất vui quý vị và các bạn lại đến với kênh Lợn TV. Và hôm nay Lợn TV đang có mặt tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang để quay cho quý vị và các bạn một cái khung mẫu nhà sàn đội thợ đang thi công nhé. Và đây cũng sắp sửa hoàn thành rồi. Đây là toàn cảnh bên dưới này mọi người này. Vâng, cái cột này thì bên đội thợ nhé sẽ đổ lên đây, xong bắt đầu mới ghép sàn đổ, mới bắt đầu đổ từ tầng 2, bắt đầu đổ từ đây lên này mọi người này, sẽ đổ hai lần, ghép sàn đổ sàn xong mới đổ. Bên dưới này thì có một cái ao để quay đằng trước khá là đẹp nhé. Mời quý vị và mọi người cùng lên trên để xem. Còn đây là để chờ đường cầu thang mọi người ạ, cầu thang này sẽ đi từ đây lên nhé mọi người nhé. Hàng lối tiếp đây là vì trên mặt sàn trên đây mọi người ạ. Đằng trước này có một cái ao khá là đẹp luôn. Mọi người hãy xem này. Đây, mẫu này thì là một gian hai trái nhá. Bên này là sẽ làm cái bếp. Thì mẫu này vừa Lợn TV cũng nói qua cho mọi người biết rồi, vì là sẽ đổ sàn xong bắt đầu từ đây đổ lên cột này nhá. Khác với mẫu khác một tí là mẫu khác thì sẽ đổ thẳng từ bên dưới đi lên, nhưng mẫu này sẽ đổ thành hai lần cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Và đây là hoa văn này, mình sẽ đổ thêm một cái lóc ở trên kia rồi nhé. Vâng, đây sẽ mai sẽ đổ lốt cái lóc này nữa là xong mọi người này. Trồng truyền đấy, khá là đẹp nhé. Đây là này, hoa văn này. Đây là hoa văn của xà lách với những con bảy đây mọi người ạ. Đây là mặt sáp lối liền với bếp nhé. Chủ nhà bếp này thì sẽ đổ mái bằng, đằng kia sẽ để một cái lỗ thoáng làm cái sảnh, trồng hoa giấy ở đấy mọi người ạ. Còn đây là nhà chính đây, những con tôm và con lợn, đầu lợn đây mọi người này. Giờ mai sẽ ghép đổ lốt cái lóc kia nữa là xong, vừa đổ lốt cái kèo ngang này nhé. Đây là Lợn TV sẽ quay từ trên cao cho mọi người xem đây cận cảnh. Vừa đổ lốt con đầu con lợn này nên hết đây mọi người. Đấy, thì nó sẽ ra được hình dung, nó sẽ ra được như này nhé, quần mẫu sẽ ra như này. Mọi người thì thấy mẫu này hay thì hãy đăng ký và ủng hộ nhé. Đây xa xa kia thì là cái ao đẹp mọi người, khá là đẹp luôn nhỉ. Xung quanh bên này cũng có một cái ao này. Mỗi cái cột thì, hoặc là những cái đầu tôm kia thì sẽ để cắm một cái sắt lên để làm đòn tay sắt mọi người ạ. Nếu đổ gỗ cột làm gỗ cũng được, hoặc là đổ cũng được. Thì ở đây chủ nhà sẽ làm đòn tay bằng sắt nhé. Rất mong quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành cùng Lợn TV nhé. Mẫu này thì sẽ là 14 triệu một vì mọi người ạ. Thì làm tại huyện Bắc Quang,